nói đến cái cây dừa này thì nó lại khá là gần gũi với cái văn hóa của Việt Nam, cái văn hóa bản sắc của người Việt Nam. Tôi lựa chọn cái lá dừa này, thứ nhất là nó không độc hại, đấy là cái tiêu chuẩn đầu tiên để mà làm nên một sản phẩm. Ví dụ như một bó hoa thì gần như là một tàu lá này. Như cái lá vừa phải này thì có thể để cắt chữ hoặc làm đuôi con chuồn chuồn. Cái đuôi này thì cần lá nhỏ này, còn cái bản lá to này thì để gấp một cái bông hoa.